Ok, chào các bạn. Vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn nhắn tin tới bảo là anh ơi hướng dẫn cho em cái cách chỉnh dây đàn ukulele đi. Thì hôm nay mình cũng có làm một cái clip này để hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chỉnh một cái đàn ukulele, chỉnh dây làm sao cho nó đúng dựa trên một cái app ở trên điện thoại của chúng ta. Thì cái app này cũng khá đơn giản thôi các bạn. Nếu mà đây là mình đang xài iPhone thì mình vào cái App Store ha. Ở đây cái chữ A màu xanh xanh đây. Còn nếu mà các bạn xài những hệ điều hành của Android thì các bạn vào CH Play nhé. Còn đây là mình đang xài iOS cho nên là mình sẽ vào App Store. Rồi ok, mình cùng nhau mình bắt đầu vào, mình tải cái phần mềm này về nè. Chúng ta vào App Store nha các bạn, kích vào đây. Rồi, các bạn bấm cho mình. Mình đang muốn chỉnh đàn ukulele cho nên mình sẽ bấm chữ ukulele ha. Ukulele. Rồi, tuner. Các bạn thấy nó hiện ra đây không? Còn nếu mà không hiện ra thì chúng ta cũng bấm thêm cái chữ tuner này ra cho mình luôn. Tuner là cái máy lên dây đấy. Rồi, chúng ta kích vào cái này. Rồi, ok, các bạn có thấy là ở đây nó có cái giao diện đầu tiên đây luôn. Một cái app đầu tiên nó hiện thị ra, nó có hình của một cái đầu cần đàn ukulele đây. Thì chúng ta download cái này về. Thì trong quá trình download này về thì chúng ta chờ trong vòng khoảng 1 phút đó các bạn ha. Thì cái phần mềm này nó sẽ tự nó đào về máy, cho đó chúng ta sẽ mở lên nha. Rồi sau khi chúng ta đã tải về thì nó có cái nút mở ở đây ha. Thì các bạn mở cái app này lên đi. Rồi các bạn thấy đi giao diện của nó như thế này. Vô ukulele ha. Thì ở đây nó có bảo chúng ta là muốn truy cập vào micro thì chúng ta bấm ok nha các bạn. Bấm ok nha. Tại vì nếu mà chúng ta bấm từ chối thì nó sẽ không có bắt được cái âm thanh lúc chúng ta chỉnh vào cái đàn ukulele đâu. Cho nên là chúng ta phải bấm nút ok. Rồi. Rồi sau đó nó bảo là muốn gửi thông báo cho bạn, mình cũng cho phép luôn nha. Cho phép để ví dụ như trong trường hợp qua quá trình chúng ta chỉnh nó có sai sót gì thì họ sẽ gửi thông báo về cho mình, thì mình bấm cho phép luôn. Rồi mình xin giới thiệu các bạn, đây là cái giao diện đầu tiên của nó, đây là metronome ha. Cái này là hướng dẫn cho chúng ta nhịp và phách đấy. Chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có gõ nhịp cho chúng ta để trong quá trình chúng ta tập luyện nó dễ dàng hơn ha. Rồi cái giao diện số 2 là chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn, đây là phần chỉnh dây đàn ukulele này. Đó, nói chung là cái mình thấy cái app này nó rất là hiệu quả trong các hỗ trợ cho các bạn trong quá trình chúng ta tập luyện về cái đàn ukulele nha. Rồi, cái mục số 3 của nó là cái phần hợp âm, nó sẽ hỗ trợ chúng ta cách bấm hợp âm. Nó sẽ hướng dẫn ra như thế này luôn. Thì chúng ta muốn hợp âm gì thì chúng ta chỉ việc click vào thôi. Thì nó sẽ ra, ví dụ như mình muốn bấm hợp âm son trưởng thì như thế này. Được không ạ? Rồi, ví dụ mình muốn bấm hợp âm si trưởng thì nó ra như thế này. Đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình tất tần tật mọi thứ luôn nha các bạn. Rồi có si thứ 7, rồi đây major trưởng rồi đó, rất là nhiều nha các bạn nha. Ok, rồi mình sẽ quay lại về phần chỉnh dây đàn nè. Các bạn click vào phần ở giữa này cho mình ha. Rồi chúng ta bắt đầu vào chúng ta chỉnh dây đàn nè. Ok, sau khi mà chúng ta có cái giao diện chúng ta tải về ở trên cái điện thoại của mình rồi thì các bạn mở cái phần mềm đó lên nha. Rồi chúng ta trước khi mà chúng ta bắt đầu vào chúng ta chỉnh dây đàn thì các bạn nhớ cho mình một cái nguyên tắc, đó là mình sẽ chỉnh từ trên chỉnh xuống nha. Đó, chỉnh từ trên chỉnh xuống, mình sẽ chỉnh từ dây này. Thì dây này người ta quy ước của nó là dây số 4 nha, số 3, số 2 và số 1. Thì dây số 4 ký hiệu của nó là son thì nó sẽ ký hiệu là chữ G được không? Rồi dây số 3 nó là đồ thì ký hiệu nó là chữ C ha. Dây số 2 nó là mi thì ký hiệu nó là E, và dây số 1 la ký hiệu của nó là A. Thì chúng ta thấy là trên giao diện của chúng ta nó cũng có những cái chữ cái đó ha. Đây là son, đồ, mi, lá, tương ứng cho 4 cái dây chúng ta sẽ chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái dây số 4 này trước nha. Thì quy tắc đó là các bạn vừa đánh nha, vừa quan sát màn hình, và tay trái của các bạn thì vừa đặt lên trên cái khóa đàn này để chúng ta chuẩn bị chúng ta xoay, chúng ta chỉnh dây sao cho nó chính xác ha. Bây giờ mình cùng nhau mình chỉnh nè. Thì các bạn nhớ là cái hướng, nếu mà mình lúc mà mình đánh như thế này đấy mà nó hiển thị bên này thì chứng tỏ là cái dây đàn nó đang bị trùng, nó đang bị thấp quá. Chúng ta làm sao mà khi chúng ta canh chỉnh làm sao cho cái vạch này nó nằm ở vị trí ở giữa, nó hiển thị màu xanh lá cây là chính xác nha các bạn nha. Rồi như vậy đây là nó đang thấp quá thì chúng ta phải vặn cái khóa này lên ha. Vặn cái khóa này lên để cho dây đàn nó căng lên. Vừa đánh vừa vặn nha các bạn. Đó, đó, gần được rồi đó. Đó, ra màu xanh này là chính xác nha các bạn nha. Rất là đơn giản ha. Nó hiển thị chữ G, G nghĩa là son dây số 4. Đó là chính xác. Tiếp tục như vậy thì chúng ta chỉnh vào dây số 3. Dây số 3 này. Dây số 3 là chữ C nha. Rồi, thấp quá thì bây giờ chúng ta vặn lên. Các bạn vặn lên nha. Đó. Rồi, như màu xanh như thế này là chính xác ha, chữ C màu xanh là chính xác. Tương tự như vậy đây là dây số 2 ha, là chữ E, mi. Các bạn thấy là nó hiển thị bên này thì chứng tỏ là cái dây đàn mình đang căng quá. Thì bây giờ mình giảm lại nha. Giảm lại nè, chúng ta giảm lại. Rồi, chính xác. Đây là mi ha. Rồi tương tự dây cuối cùng, dây số 1. Nếu mà để chỉnh cái đàn này thì mình chỉ cần mất khoảng 1-2 phút là chúng ta chỉnh xong rồi đó các bạn. Dây số 1 nè. Dây số 1 mình vặn căng lên nha. Đó. Rồi.
Đó các bạn thấy không, rất là đơn giản ha. Đó, son đồ mi lá nha. Son đồ mi lá à, cực kỳ đơn giản nha. Chúng ta có thể đánh nè. Rất là đơn giản, nếu mà các bạn chịu khó các bạn nghiên cứu thì cái phần mềm, với cái phần mềm này như thế này thì nó giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta tập luyện với lại cái đàn ukulele của mình. Thì trong quá trình mà chúng ta chỉnh cái dây đàn này thì các bạn lưu ý cho mình một điều, đó là nhiều bạn thì cái đàn về nó dây nó quá là trùng, cho nên là khi các bạn vặn lên, các bạn vặn hoài nó vẫn đứng im một chỗ. Thì cái điều này là cái điều bình thường nha các bạn nha, tại vì nó chưa có bắt trúng cái tần số của nó thì dĩ nhiên cái kim nó không có biết nó là đang ở vị trí nào rồi. Thì các bạn cứ vặn lên cái dây đàn nó trùng, các bạn cứ vặn lên cho nó căng thì nó sẽ hiện thị ra các chữ cái, và các bạn nhớ cho mình thứ tự của các chữ cái luôn. Thì cái thứ tự mình sẽ để ở đây đó, các bạn nhớ cho mình thứ tự này ha. Thì khi mà chúng ta chỉnh dây đàn, ví dụ như nó đang nằm ở chữ C mà chúng ta muốn chỉnh nó lên chữ A thì dĩ nhiên chúng ta phải vặn lên nữa rồi, đúng không? Chúng ta phải vặn lên nữa rồi thì cái chữ nó sẽ nhích từ từ nó nhích từ từ nó đi lên nha. Cho nên bạn phải nắm vững cái quy tắc này thì các bạn mới chỉnh dây đàn này được nha các bạn nha. Rồi, thì trong quá trình hôm nay mình làm cái clip này thì cũng hy vọng là giúp cho các bạn cách các bạn chỉnh cái dây đàn ukulele một cách là chính xác nhất. Tại vì chúng ta chơi đàn thì chúng ta phải chỉnh dây đàn một cách chính xác nhất các bạn ha. Rồi các bạn có những cái nhu cầu như thế nào, ví dụ như là hướng dẫn về cái nào liên quan tới ukulele thì các bạn cứ comment ở bên dưới video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ update cho các bạn liên tục nha. Thì mình cũng có làm một số cái bài hướng dẫn về học guitar và ukulele thì các bạn có thể là vào cái kênh của mình để các bạn tham gia, các bạn học nha các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn thành công.